Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn sử dụng các sản phẩm đá Thạch Anh nhân tạo cao cấp thương hiệu Caslaquat trong thời gian qua. Thành công của chúng tôi hoàn toàn dựa vào sự tin yêu và ủng hộ của quý vị. Sự hài lòng của quý vị chính là quan tâm hàng đầu và là giá trị cốt lõi của chúng tôi. Chúng tôi luôn luôn cố gắng hoàn thiện và hy vọng sẽ tiếp tục giành được sự tin tưởng đồng hành của quý đối tác, hệ thống phân phối để cùng mang lại những sản phẩm chất lượng nhất, thẩm mỹ nhất, giúp cho khách hàng nhận được những giá trị cao nhất. Nhân dịp năm mới năm 2024, xin thay mặt cho ban lãnh đạo, toàn thể cán bộ công nhân viên và hệ thống phân phối của Caslaquat Việt Nam trên toàn quốc chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách hàng đối tác cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng và đạt được nhiều điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Quý vị hãy đăng ký kênh, bật chuông báo để không bỏ lỡ những video tuyệt vời của chúng tôi trong năm 2024 nhé.